Xin kính chào quý vị và các bạn đang xem trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Hiện tại em đang có mặt tại ấp Xua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang nha quý vị. Để giới thiệu cho quý vị và các bạn một ngôi nhà ha. Nhà mình tọa lạc tại ấp Xua Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Đây là trước mặt ngôi nhà mình nè. Trước mặt ngôi nhà mình thì thể hiện là lộ lộ đất ha. Đất của mình có chiều ngang là 7,4 m, chiều dài là 29,9 m, trong đó có 45 m thổ cư nha quý vị. Tổng diện tích của mình là 188 m². Ở trước mặt mình có con kênh nè ha. Cái hướng này thì mình đi ra ngoài đường Lê Minh Xuân luôn nè. Cách cỡ khoảng 150 m là ra đường Lê Minh Xuân nha. Đây là ngôi nhà của mình, mời quý vị và các bạn vô tham quan ngôi nhà mình ha. Nhà mình thì có công năng là một phòng khách, hai phòng ngủ và một toilet ha, có một sân phơi. Đây là trước mình có một phòng khách nè. Phòng khách mình cũng khá là rộng ha. Đây là cái hướng đi của cái hành lang đường đi nè. Hành lang đường đi mình cũng 1m2 ha quý vị. Đây là em quay hành lang đường đi nè. Còn đây là phòng nè, một phòng nè, phòng ngủ đầu tiên ha. Đây là phòng thứ hai. Mình đi ra đây thì có cái bếp nè. Đây là một cái bếp ha. Trần nhà thì mình đóng trần la phong hết nha quý vị. Đây là tất cả là trần nhà đóng la phong hết. Sau đây mình có một cái sân phơi. Sân phơi mình còn ngoài sau cũng khoảng là 8 m nữa nha quý vị. Có thể mình cắt thêm, xây dựng thêm cũng vẫn được. Là toilet nè. Nhà mình thể hiện là có diện tích là chiều ngang là 7,4 m, chiều dài là 29,9 m nha quý vị. Có 45 m thổ cư. Tổng diện tích là 188 m². Đây là quang cảnh của cái không gian bếp nè ha. Đây là hành lang đường đi nè, em quay cho chính xác ha. Nhà mình có công năng một phòng khách, hai phòng ngủ và một toilet ha. Quý vị và các bạn có quan tâm đến ngôi nhà này thì giá thì mong muốn thì chủ mong muốn là giá 900 triệu ha quý vị. Nhà cấp 4. Nhà mình cắt được bao lâu hả cô? Nhà mình mới cắt là khoảng 5 tháng nha quý vị. Giá em cũng có để trên tiêu đề đó quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo trên kênh YouTube Nhà Đất Hữu Nhân. Xin chào ạ.